Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mình nhập từ khóa cho cái bài viết sản hoặc cái sản phẩm thì giống nhau ha, nhưng mà đây tôi sẽ demo là nhập từ khóa cho cái sản phẩm. Nhập từ khóa này là gì? Từ khóa này là cái từ mà khi mà mình tìm Google, ví dụ mình tìm một cái từ khóa này đó, ví dụ như là trường Ken đi. Đó. Đây là từ trường Ken chính là từ khóa. Còn cái trang web mà nó nằm lên trên cái vị trí đầu tiên á chính là trang web này. Là nó đúng với cái nội dung mà từ khóa đó thì nó sẽ lên top như này. Thì trên cái trang tìm kiếm á thì cái này sẽ có là nào. Đây là tiêu đề của cái bài viết đó. Thứ hai là cái đường dẫn của bài viết đó. Thứ ba là mô tả khi search trên Google. Đó đây vậy, đó đây, trường Ken nè, giới thiệu nè, đó, đây là mô tả. Và tiêu đề và URL. Đó. Thì thông thường á mình thấy khi mình ta search trên Google á thì cái từ khóa này nó phải nằm trong cái tiêu đề. Ví dụ search tại trường Ken thì những cái tiêu đề nào có chữ trường Ken thì nó sẽ hiện lên đầu, hoặc là cái mô tả có chữ trường Ken hiện lên đầu, hoặc là đường URL. URL rồi sẽ quy định từ trái qua phải ha, cái chính là đi trước, nó sẽ ưu tiên trước là thông thường qua. Đó. Thì nguyên tắc là như thế. Còn cái nguyên tắc thứ hai á, nó cũng lên top là cái Google Map nè. Google Map mình luôn luôn nằm phía bên này, phía bên đây. Đó, giờ mình sợ từ khóa khác đi. Từ khóa cần thiết cái web của tôi đi, từ khóa này đi. Từ khóa này. Đó, luôn cái Google Map tôi lên trước rồi. Rồi tới mới tới trang web của tôi. Đó. Đó. Đó, trang web của tôi. Đó, thì cái này tại vì cái từ cái thì URL của tôi chính là cái tên miền chính của tôi có chữ cần thiết web, và mô tả ngắn tôi có chữ cần thiết web, và cái tên người viết đó, có chữ đó. Đó. Rồi cái này thì lên đầu. Rồi cái tôi có làm cái Google Map cho nên như thế nào. À, là nguyên tắc như thế. Mình hiểu được nguyên tắc này rồi sau đó mình sẽ nhập từ khóa đúng nguyên tắc đó. Thì cái độ ưu tiên của mình sẽ cao hơn những người mà không nhập. Chứ không phải là ai nhập cũng lên nha. Ví dụ 10 người nhập thì lẽ 10 người này lên, nhưng mà 10 người còn tính thêm những tiêu chí khác. Thì những cái tiêu chí đầu tiên rồi sau đó tiếp theo những tiêu chí khác. Ví dụ như là số lượng xem bài viết có nhiều hay không. Và số lượng người ta vô xem bài viết có thời gian lâu không, thời độ trải nghiệm tốt hay không, và nội dung bài viết đó có phù hợp với người đọc hay không, nhiều tiêu chí khác nữa chứ không phải là tiêu chí này tiêu chí đầu tiên để mà quyết định nha. Rồi tiếp theo, để làm được việc đó thì mình đầu tiên mình phải đăng nhập vào trang quản trị website đó. Mình kiếm ở trên bên phải mình có một cái login Yoxsell, nếu chưa có thì mình phải cài vô. Login nó hỗ trợ mình nhập từ khóa và nhập những cái thông tin về SEO. Thì mình không cái thói quen này phải cài vô login cài mới đấy, mà cài vô cái login đó tôi gửi xuống nhóm rồi, tải login chọn file và sau đó mình tải cái login đó vô ha. Login đó nằm ở trong cái Yoxsell đây, Yoxsell bên room đây và cài. Rồi cài xong mà bấm vào kích hoạt login. Đó, login rồi sau đó mình sẽ thấy được cái login Yoxsell nằm ở đây. Cái login Yoxsell nằm ở đây, mình sẽ có được cái login Yoxsell ở đây, sale nằm đây, được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ viết mình vô sản phẩm, mình chọn một sản phẩm để mình viết viết ha. Ví dụ tôi chọn một sản phẩm gì đây, sữa rửa mặt nước cây trang, tôi chọn sữa rửa mặt đi ha, tôi chọn sản phẩm sữa rửa mặt để tôi viết. Thì tôi sẽ phân tích, tôi sẽ sale cái từ khóa là sữa rửa mặt.
này đây, sửa rửa mặt này, tôi sẽ sửa từ khóa và sửa rửa mặt này, từ khóa chính của tôi nha. Muốn sửa từ khóa thì mình sẽ copy từ khóa chính của mình, nhập vô cụm từ khóa chính của mình. Đây là sửa rửa mặt và mô tả ngắn. Mô tả ngắn không phải có chứa từ sửa rửa mặt, thì đây tôi lấy mô tả này có chứa từ khóa nè. Copy mô tả này luôn, mô tả ngắn mình sửa, rồi sau đó mình thêm vào mô tả ngắn đây. Đó, nếu mà cái từ này nó mô tả ngắn mình dài quá thì cái này nó sẽ báo quá dài thì mình sẽ ấy lại, mình sẽ sửa lại. Rồi cái tiêu chí của mình là từ khóa chính của mình có trong cái đường dẫn và có trong tiêu đề và có trong thẻ mô tả. Sau khi mình làm đúng nguyên tắc cái cell này lên chữ ổn, cập nhật. Rồi tiếp theo mình sẽ cập nhật thêm những cái từ khóa liên quan. Như ngoài người ta không sợ từ khóa này, người ta sợ từ khóa gần giống với cái này. Ví dụ người ta sợ từ này thì mình làm sao? Thêm từ khóa liên quan. Rồi. Đó. Theo đây và từ khóa liên quan. Ví dụ như là giá mua đi. Mua đây, dán này vô, liên quan là thêm tiếp từ khóa liên quan tiếp. Đây thêm nữa, mình có thể thêm tiếp nữa hàng này xong rồi ha. Đó, thêm từ khóa liên quan tiếp. Từ khóa là sửa rửa mặt. Sửa rửa mặt. Và mua sửa rửa mặt. Gì đó ha, có thêm từ khóa liên quan. Rồi đó. Đó là mình vừa làm xong không? Xong rồi thì mình coi lại cái này khi sạch Google sẽ hiện giống vậy nè. Rồi sau đó làm xong bên Google rồi qua tiếp phần mạng xã hội. Facebook phải có tấm hình, khi mà mình share cái bài này lên Facebook thì phải có hiện tấm hình lên đúng không? Thì mình cũng có thể sửa tấm hình này lại, sửa lại tấm hình đó là tấm hình sửa rửa mặt này, là ở đây là sửa rửa mặt này không, mình đây không vô tấm hình này đó. Đây rồi sau đó cập nhật. Rồi tiếp theo nữa mình cần lưu ý nữa ha. Lưu ý ở trên đây mà nếu mà có đây mô tả này có không có hình đúng không, nhưng mà thử có hình thì cái hình này đúng không, cái hình này thì mình sẽ tìm cái tiêu đề này mình nhập cho đúng cái từ khóa luôn, tiêu đề của cái ảnh này nè, tiêu đề của hình ảnh này đây, tiêu đề nè, văn bản thay thế là nhập đúng từ khóa, tiêu đề đúng từ khóa. Đó. Rồi cái mô tả của cái đó thì mình lấy cái mô tả này luôn. Cái này khi người ta search trên hình ảnh á thì cũng có thấy cái này mô tả. Rồi thì mình sẽ bấm nó, hình này cho mình bỏ vô. Mình cho đúng nha. Test. Ở trên đây những coi trên đây có nhiều bao nhiêu hình thì mình cũng làm như vậy, bao nhiêu hình như thế nha. Thì mỗi hình mình thêm một cái số làm sao, đừng có để trùng cái tiêu đề hình số 1, hình số 2, hình số 3 thì mình để từ khóa này xong hình số 1, hình số 2, số 3 dài xuống, không để trùng cái hình. Tại trong đây bao nhiêu hình thì cũng làm bao nhiêu lần như thế. Tại khi người ta có thể người ta qua cái chỗ hình ảnh người ta sạch thì gửi cái hình mình lên trước cũng được, cũng là một lợi thế nha. Đó là cái cách là mình để mình viết cái bài viết theo tiêu chuẩn SEO như thế ha. Rồi sau viết xong mình thấy này ổn thì được rồi, nó xong rồi đó. Tương tự là viết những bài tiếp theo hoặc là những cái bài viết khác mà có cái SEO này cũng như theo nguyên tắc như thế nha. Rồi tạm thời kết thúc video đây luôn nha.